Xin chào anh em, quay trở lại với kênh V9 Road Trip nha. Kết thúc một ngày làm việc, về trong đêm đây. Sau một ngày làm việc với công việc cường độ cao, mệt mỏi, nên dắt chiếc xe V9 hoặc là những chiếc xe V8, 6, 5, 6, 7, 8, 9, nói chung là những chiếc xe mà quá đắt ấy, thì việc đi về cực kỳ là nhàn luôn. Mình đang ở trên đường vành đai 2 chẳng hạn này, ra đến đây bật ADAS lên lái xe nó sẽ bớt căng thẳng. Sau một ngày làm việc căng thẳng lắm rồi thì lái xe mà có hệ thống ADAS này thì nó vừa hỗ trợ lái vừa giữ làn, nó cần bám theo xe về trước, đi lại cuộc sống nó đỡ mệt hơn. Đấy. Xe đang quét theo con CRV về trước mặt kìa anh em. Xem cái hệ thống như này đi lại nó cũng đỡ vất. Hai nè, mình lái xe nó bớt căng thẳng đi một chút, chứ nếu mà lái vo không thì cũng mệt đấy. Đi làm việc đã mệt rồi, xong rồi lại lái vo nữa thì cũng mệt. Nói chung là xe có thêm công nghệ thì tốt, nhưng mà anh em phải nên nhớ một điều là mình vẫn phải là người lái là chính, nhưng mà nó hỗ trợ được bao nhiêu thì tốt từng đấy thôi. Đây, mật độ theo thông này đang rất đông luôn. Mình rất thích có cái ADAS này nhá. Nó bám theo khoảng cách theo xe về trước luôn, khiến chân ga chân phanh cũng khá là nhàn luôn. Xe đang quét thành xe tải kìa, trước mặt là cái CRV. Bên kia anh em đang sạc. Nói chung là xe điện rất là thông minh. Ngoài đường nhiều V7 đi qua kìa. Đường tuy đông nhưng mà cách âm xe khá tốt nhé. Trước mặt các bạn V9 này, V9 trông to cao, trông to hơn CRV không? Anh em nhìn kìa. Đấy. To chưa? Nó đi tạt đầu mình rồi. Thêm bác nữa tạt đầu này. Chung sau một ngày làm việc mệt mỏi mà ra đến xe mà cảm giác lái xe nó giống như một người bạn, vừa trò chuyện vừa hỗ trợ lái xe, khiến hành trình đi xa mà lại về gần, khiến mệt mỏi thì trở thành thư giãn. Ví dụ nhé, hay VinFast kể chuyện cười. Lưu Bị hẹn Tào Tháo đi ăn đồ Nhật để bàn chuyện chính sự. Sau khi đi ăn về cứ tủm tỉm cười, Tổng Bình lấy làm lạ mệt hỏi lắm. Không hiểu chú công có chuyện gì vui mà cứ cười suốt thế à? Lưu Bị đáp, à có gì đâu, tay Tào Tháo quả là bậc gian hùng, đến đi ăn với nhau hắn cũng tìm cách chơi ta. Tổng Bình ngạc nhiên, ố thế à, không hiểu giặc Tào đã làm gì chú công. Lưu Bị vẫn cười nói, có gì đâu, lúc ăn xong ra đến cửa, hắn lấy dép cho ta, nhưng cố ý để dép trái sang bên phải, còn dép phải hắn lại để sang bên trái. Đấy. Không bị phỏng đoán, chắc là hắn cố tình để chúa công đi dép trái, rồi chụp ảnh, bêu diếu chúa công với thiên hạ chắc. Lưu Bị đáp, ta biết chứ, ta đâu có ngu. Không bị sốt sắng, vậy chúa công đã dùng cách gì để phá được âm mưu thâm độc đó à? Lưu Bị hớn hở đáp, à có gì đâu, ta vắt chéo chân để đi dép cho đúng, rồi cứ vắt chéo chân như vậy đi về nhà. Còn nhiều chuyện em chưa kể lắm, anh chị có muốn nghe em kể thêm không ạ? Đó, anh em thấy thư giãn không? Vừa lái xe vừa có người trò chuyện. Xe em này. Nhạc để nghe một bản nhạc cùng em, hãy ra lệnh nhé. Đó, nó còn gợi ý cho mình luôn. Anh em thấy chill không? Đó, cái xe VF9 với mình nó giống như một người bạn vậy. Giống như một người bạn vừa đi vừa nói chuyện, vừa hỗ trợ mình lái, giúp mình nhẹ nhàng và mình vui vẻ hơn sau một ngày làm việc căng thẳng, đi đến nơi về đến nhà cũng nhanh hơn.
Ấy, lái một chiếc xe mà nó không có sự tương tác thì cũng rất là mệt mỏi. Ok anh em nha. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip khác nha. Anh em nhớ subscribe, like và bình luận chia sẻ giúp kênh nha. Tạm biệt anh em.